con trằn trọc, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, hay nôn chớ, vặn mình. Đấy, đó là những cái biểu hiện thường gặp nhất là ở với các bạn nhỏ mới sinh ấy các mẹ ạ. Bé nhà mình ngày xưa cũng thế, chọn đủ combo này luôn các mẹ ạ. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu, mình là một mẹ bỉm. Mình đã hỗ trợ và đồng hành cho hàng nghìn mẹ bỉm nuôi con khỏe mạnh và an nhàn. Gần đây ấy, mình gặp rất là nhiều những câu hỏi của các mẹ, đó chính là việc mà trẻ sơ sinh quấy khóc này, khó chịu mỗi khi ngủ lại hay nôn chớ vặn mình ấy. Thì mình mới kể lại cho các mẹ nghe câu chuyện của bản thân mình đây. Ngày xưa ấy, lúc mà mình mới sinh bạn Cát, hồi đấy là mình không hề có một kinh nghiệm gì cả đâu. Đấy, bé nhà mình cũng gặp đủ các thể loại là trằn trọc này, khó ngủ này, quấy khóc này, hay nôn chớ này. Đấy, tìm hiểu ra thì các mẹ mới bảo là nào là con bị đẹn ấy, lại bị nhiều lông măng, xong rồi bị ngứa này, khó ngủ ấy. Thế là tìm cách là làm sao để cho rụng hết những cái lông này đi. Đấy, rồi là mọi người bảo là lấy cái thừng trâu ấy vứt vào trong gầm giường, nhưng mà bây giờ còn ai nuôi trâu đâu mà mình làm thế. Đấy, xong rồi mọi người bảo là chịu khó tắm nắng cho con, nên là ngày nào hai mẹ con cũng bế nhau lên trên nhà tắm nắng. Thế nhưng mà hiệu quả thì lại không thấy đâu á mẹ ạ. Vì là mình sinh đầu tháng, thế là đến giữa tháng, cuối tháng mới có người đến thăm. Thế xong hôm đấy là có một cô ấy làm ở Nhi mà, thế cô đến thăm. Thì mình mới nói chuyện với cô ấy về việc mà bé nhà mình như thế. Thì đầu tiên ấy, cô mới bảo mình sao mà cái phòng mình nó nóng thế. Đấy, nóng thế này thì làm sao mà nó ngủ ngon được. Và cái nhiệt độ phòng lý tưởng của con nó phải rơi vào từ 24 đến 25 độ C thì nó mới ngủ ngon được các mẹ ạ. Và không chỉ là do cái nguyên nhân và nhiệt độ phòng đâu, mà còn phải xem lại những cái nguyên nhân khác. Ví dụ như là bạn ấy bú có no quá không, bạn ấy bú có bị đói không, hay là mình có vỗ hơi cho bạn ấy mỗi khi mà bạn ấy bú không. Đấy, ngẫm lại khi mà cô hỏi đến đâu ấy thì mình thấy là mình không làm theo đến đó mẹ ạ, mình đang nghĩ sai. Đấy, mình cũng không vỗ hơi cho bạn ấy lúc bạn ấy ăn xong này, mình chuyên cho bạn ấy bú vặt này, cứ nhu cầu là bú lúc nào là cho bú thôi. Và cho bạn ấy mặc kín mít luôn. Tại vì là mới đầu thì mọi người bảo là trẻ con phải cho nó mặc kín. Đấy, chùm từ đầu đến chân, đeo tất chân tất tay, rồi chùm mũ, mặc quần áo dài tay. Đấy là những cái mà nguyên nhân ấy mà có thể khiến cho bạn ấy mà bị khó chịu, người ngáy trằn trọc khó ngủ đấy các mẹ ạ. Sau đó thì cô mới hỏi mình tiếp đến cái vấn đề mà về dinh dưỡng ấy, là mình có bổ sung D3 cho bạn ấy không. Thì mình không bổ sung thường xuyên đâu, hôm nhớ hôm quên ấy, hôm nào muộn quá thì không bổ sung nữa. Rồi bổ sung rồi mẹ, chế độ ăn của mẹ như thế nào. Thì ngày đấy mới sinh ấy, thì sinh xong thì các cụ cứ bảo ăn kiêng cho nó lành bụng, lành dạ. Thế là chỉ có ăn mỗi thịt không này, hoặc là ăn những món về thịt thôi. Đấy, rau thì chỉ có ăn hoa chuối này, ăn rau ngót này, ăn bí xanh. Đấy, cái chế độ ăn nó đơn giản vô cùng luôn. Những cái đồ của mẹ uống ý thì là ở viện sau sinh ý thì họ kê cho mình một lọ vitamin cho mẹ. Thế xong là uống thì cứ hôm nhớ hôm quên, có uống đâu, chả uống. Thế là còn nguyên một lọ ấy, cuối cùng là lọ đấy bỏ đi đấy các mẹ. Mình không dùng vì mình một phần mình bị táo bón, phần thứ hai thì còn hay quên, thế là có uống đâu. Xong rồi cô mới nhìn qua bé nhà mình ấy, cô ấy bảo là bé nhà mình hiện tại thì tóc rụng khá là nhiều. Đấy, tóc thì thưa, xong rồi top thì rộng, biểu hiện điển hình của việc mà bị thiếu canxi, thiếu vi chất đấy các mẹ. Thế xong là cô bắt đầu cô mình hướng dẫn lại cho mình về cách cho con bú này. Mỗi khi bú là phải vỗ hơi cho con ấy, để giúp cho đẩy cái không khí ra ngoài, sau đó mới lại bú tiếp. Và không cho bú vật mà bú thành cữ, để cho bạn ấy bú được nhiều dinh dưỡng. Thì mẹ nên bắt bớt sữa đầu đi, để cho bạn ấy bú được nhiều sữa sau, thì là sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Và điều chỉnh lại cái nhiệt độ phòng ấy cho nó phù hợp với con, cho nó mát. Và mặc thì không cần phải che chắn quá kín đấy, không phải đội mũ đầu này. Và cho con đeo tất chân thôi, chứ còn tất tay thì mình cũng không cần thiết phải cho con đeo. Và chế độ ăn của mẹ ấy, thì ăn uống đa dạng vào. Mình sinh thường nên mình cứ ăn uống tẹt vào đấy, ăn uống giàu canxi, là những cái thực phẩm mà tôm cua cá,
cứ ăn nhiều vào, hoa quả cũng thế. Rồi phải nhớ là uống thêm vitamin tổng hợp vào, và nhất là uống thêm canxi. Đặc biệt là phải uống canxi hữu cơ thì nó mới tăng cường cái khả năng hấp thu canxi của mình, sau đó mới vào được sữa mẹ. Và con ý, thì phải nhớ là cho con uống đầy đủ vitamin D theo đúng cái độ tuổi là 400 mg một ngày. Và phải thường xuyên bổ sung ấy. Sau đó thì mình đã nhớ là mình hẹn giờ. Mỗi khi mà mình hẹn giờ thì cả hai mẹ con đều uống. 2 tuần sau mà mình, khi mà mình áp dụng những cái mà cô ấy hướng dẫn thì bé như mình nó ổn hẳn các mẹ ạ. Giảm tình trạng nôn chớ này, giảm tình trạng chằn chọc khó ngủ ấy. Và cho đến khi đó thì mình mới được một đêm ngủ ngon giấc các mẹ ạ. Chứ không từ trước đó ấy, cứ là phải canh con, vì con nhà mình bị nôn chớ mà đêm cứ phải ngồi canh con ấy, không dám ngủ một tí nào, chỉ sợ nó chớ lên mũi thôi. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi mà được ngủ được một đêm các mẹ ạ, sướng dã man luôn. Và sau một tháng mình kiên trì áp dụng những cái việc mà cô ấy hướng dẫn thì con mình đã ngủ ngon hơn các mẹ, giảm hết những tình trạng trằn trọc khó ngủ quấy khóc luôn. Và hy vọng với cái câu chuyện mình vừa chia sẻ từ thực tế bản thân mình ấy, sẽ giúp cho các mẹ có thêm được những kiến thức mà có thể áp dụng cho bé nhà mình nhé. Và nếu mà các mẹ còn những cái điều nào thắc mắc mà chưa hiểu ấy thì hãy comment ở bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cho các mẹ nhé. Và nếu các mẹ thấy video của mình hữu ích thì hãy cho mình thêm một like, một đăng ký kênh và một nút chuông, để những video sau mình ra thì các mẹ sẽ là người nhận được thông báo đầu tiên nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại ở video lần sau.